Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022 có những nội dung đáng chú ý sau. Chia sẻ với báo chí trước khi kết thúc chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mong muốn thúc đẩy các hoạt động chung tay cùng thành phố để giảm thiểu biến đổi khí hậu một cách thiết thực khả thi. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quyền trẻ em và phòng chống bạo hành trẻ em. Thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Cờ Đỏ nhân dịp Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây năm 2022. Trong phần tin thế giới, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và New Zealand cam kết tăng cường hợp tác sau khi các nước thành viên ASEAN công bố kế hoạch mở lại biên giới. Thưa quý vị, chiều hôm qua 8 tháng 4, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper đã có buổi họp báo với một số cơ quan báo chí tại thành phố Cần Thơ trước khi kết thúc chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ trong 2 ngày 7 và 8 tháng 4. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper cho biết chuyến công tác của ông tập trung chủ yếu vào vấn đề biến đổi khí hậu và Hoa Kỳ rất mong muốn thúc đẩy các hoạt động chung tay cùng thành phố Cần Thơ để giảm thiểu biến đổi khí hậu một cách thiết thực, khả thi. Theo đại sứ Mark Knapper, trở lại Cần Thơ sau 16 năm, ông rất ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng thịnh vượng hơn của thành phố cũng như cả Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển nào cũng có những thách thức, đặc biệt là thách thức do biến đổi khí hậu và thách thức do con người gây ra. Ông và đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát, gặp gỡ các chuyên gia về môi trường của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Rarun Mekong để thảo luận về các nghiên cứu tiên tiến và các khóa đào tạo của Viện, cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên các đồng bằng lớn như đồng bằng sông Cửu Long. Theo đại sứ, thông qua quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các nước ở khu vực hạ lưu sông Mekong thúc đẩy sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam đang và sẽ tài trợ rất nhiều chương trình về quản lý rừng, đa dạng và bảo tồn sinh học giúp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Cũng theo ông Mark Knapper, để giảm thiểu biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và bền vững, cần chú trọng thúc đẩy lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Song song đó là các chương trình hợp tác đào tạo để nâng cao nhận thức và trình độ nguồn nhân lực về vấn đề này. Cũng trong chiều ngày 8 tháng 4, đại sứ Mark Knapper và giám đốc USAID tại Việt Nam Anne-Marie Yastishok đã trao giấy chứng nhận tôn vinh các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực y tế của Việt Nam có nhiều cống hiến trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Chiều cùng ngày, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có cuộc họp giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quyền trẻ em và phòng chống bạo hành trẻ em. Tham dự có ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 264.420 trẻ em, chiếm 21,4% dân số. Trong đó, trên 1.680 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Gần 7.800 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 165 trẻ em dưới 16 tuổi được nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập. 248 trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng. 1.242 trẻ em khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng. Được hưởng trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã phối hợp với các sở ngành đoàn thể tổ chức triển khai các chương trình đề án về bảo vệ chăm sóc trẻ em của Trung ương phù hợp với tình hình tại địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đến nay có trên 84% xã phường thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trên 96% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, công tác vận động xã hội hóa chăm lo cho trẻ em, nguồn lực còn hạn chế. Các chương trình đề án được triển khai nhưng chưa có kinh phí để thực hiện. Các điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em đầu tư chưa nhiều, hình thức nội dung chưa đa dạng. Trong năm 2021, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa đủ 18 tuổi trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và trưởng ban văn hóa xã hội lưu ý các đơn vị địa phương cần đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em, từ đó có đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật về công tác trẻ em. Các sở ngành tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục kỹ năng sống, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em.
Chiều nay, tại Sở Tư pháp thành phố, Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ đã tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2024. Nhiệm kỳ qua, Hội luôn làm tốt vai trò là đầu mối thống nhất đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên theo quy định pháp luật, điều lệ hiệp hội và nội quy của Hội. Đến nay, Hội có 68 hội viên là công chứng viên đang hành nghề tại 34 văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, Hội còn phối hợp với Sở Tư pháp ký kết quy chế số phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tham gia Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp tổ chức hàng năm. Góp ý xây dựng quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực và vận hành phần mềm công chứng UCHI trên địa bàn thành phố từ năm 2016 đến nay. Đại hội thống nhất bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Đình được tái giữ chức Chủ tịch Hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2024. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ 2. Thưa quý vị và các bạn, để lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng và theo đúng nghi thức, sáng nay 9 tháng 4, Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ tiến hành buổi tổng duyệt lễ giỗ tại đền thờ Vua Hùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, trưởng Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố, đến tham quan buổi tổng duyệt. Theo đó, các nghi thức lễ giỗ đã được tiến hành theo đúng trình tự, đảm bảo đầy đủ nội dung. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ, một công trình văn hóa đặc biệt vừa được khánh thành vào hôm 6 tháng 4 vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giỗ đã hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức đúng vào 7 giờ sáng mai, mùng 10 tháng 3 âm lịch. Cũng trong sáng nay, tại đình Thuận Hưng, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cùng đông đảo cán bộ nhân dân đã đến tham dự lễ bái. Tại buổi lễ, bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đôn lại lịch sử dựng nước của các vua hùng và truyền thống ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng thời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn quận đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2022, tạo ra động lực mới, khí thế mới, phát triển quận Thốt Nốt theo hướng bền vững, toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Sau phần nghi thức, lãnh đạo quận và chính phường trên địa bàn thành kính dâng lễ vật là những mâm trái cây, các loại bánh đặc sản địa phương lên bàn thờ. Lãnh đạo quận cùng nhân dân dâng hương tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân. Trước đó, vào đêm 8 tháng 4, chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa quận biểu diễn với các tiết mục văn nghệ, ca ngợi vẻ đẹp của non sông, đất nước, truyền thống văn hiến ngàn đời của dân tộc và thể hiện khát vọng tiếp bước hào khí cha ông, xây dựng quê hương giàu đẹp, đã thu hút đông bà con đến xem. Chiều nay, ban tổ chức liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 Cần Thơ năm 2022 đã họp bàn chương trình đêm tổng kết. Tại cuộc họp, ban tổ chức đã trao đổi các vấn đề cần chuẩn bị thật chu đáo từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hậu cần phục vụ đón tiếp khách. Trong đó vấn đề quan tâm nhất là chương trình biểu diễn tại sân khấu của đêm tổng kết. Trong khuôn khổ của chương trình phải đảm bảo thời gian dự kiến, các tiết mục trình diễn phải sắp xếp chu đáo từ các nghệ nhân với các ban đờn. Sự phối hợp giữa các thành viên ban tổ chức cần nhịp nhàng hơn để công việc thật thuận lợi nhất. Kịch bản chương trình cần hoàn thiện sớm nhất. Chương trình sẽ được tổng duyệt vào tối ngày 10 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị, không chỉ tranh tài mà còn là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của bộ môn đờn ca tài tử. Đó là ghi nhận của chúng tôi về hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức. Đây vừa là sân chơi, vừa là hoạt động mang tính trao truyền và kế thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác đối với loại hình nghệ thuật độc đáo của cư dân Nam Bộ, được tổ chức UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử có sự tham gia của các câu lạc bộ, nhóm đờn ca tài tử đến từ 21 tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
Hội thi nhằm tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung, người dân Nam Bộ nói riêng, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nghệ thuật, hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Là nơi để các tài tử đơn, tài tử ca có điều kiện giao lưu, học hỏi cũng như thể hiện tài năng cùng sự đam mê ca hát của mình. Tổ chức một cái sân chơi như thế này là rất là bổ ích, và đây là một cái hoạt động mà để làm cho những nghệ nhân cũng như là những người dân lao động, người ta có thể là tiếp cận được cái nghệ thuật đơn ca tài tử, và từ đó thì trong quá trình sinh hoạt lao động thì người ta cũng là tiếp thêm cho người ta để một cái niềm đam mê để người ta là duy trì và bảo tồn cái môn đờn ca tài tử, và cái môn này sẽ phát triển mãi với thời gian. Tôi thấy là những chương trình này rất là quy mô, rất là tuyệt vời, để có cơ hội cho các nghệ nhân hội tụ để tham gia và học hỏi lẫn nhau nhằm bảo tồn cái nền văn hóa truyền thống của đất nước Việt Nam. Tính đến chiều nay 9 tháng 4, qua 4 ngày khai mạc, tất cả các đơn vị đã thực hiện xong phần thi diễn của mình. Vào ngày 11, ban tổ chức hội thi sẽ tổng kết và trao giải thưởng cho các đơn vị đạt giải. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội thi sẽ trình bày 5 tiết mục, gồm có hòa đờn cùng các tiết mục đơn ca, song ca, ca ra bộ và ca vọng cổ. Về bài bản, các đoàn tùy chọn nhưng bắt buộc phải trong 20 bản tổ và vọng cổ nhịp 8 hoặc nhịp 16. Theo nhận xét của ban giám khảo, tất cả các đơn vị đều thể hiện rất tốt phần thi diễn của mình và không vi phạm thể lệ thi của ban tổ chức. Đặc biệt, so với 2 lần tổ chức trước, lần này số lượng tài tử đờn và tài tử ca có tuổi đời trẻ tăng lên đáng kể. Đây được xem là tín hiệu vui cho sự kế thừa cũng như phát huy các giá trị nghệ thuật của bộ môn đờn ca tài tử. Hầu hết tất cả các tỉnh thành đem về đây một cái chương trình rất là hay, có chuẩn bị rất là chu đáo. Thứ nhất là về tất cả các cái thông báo thể lệ đều không có ai vi phạm. Thứ hai là đặc biệt là lứa tuổi trẻ tham dự rất là đông, đặc biệt là có những ban nhạc mà cả một cái nhóm nhạc đều là mấy em dưới 16 tuổi. Đó là một điều đáng mừng, nó đánh dấu một cái bước ngoặt trong cái quá trình mình bảo tồn và phát huy đàn ca tài tử trong cái truyền dạy mà giới trẻ tham dự rất là đông, đặc biệt là lứa tuổi từ 20 tới 40 tham dự ca rất là hay, rất là chu đáo. Đặc biệt hơn nữa là rất là nhiều bài ca mới sáng tác về những cái hơi thở sức sống của thời đại. Không hào nhoáng, không lộng lẫy, kiêu sa, nhưng đằng sau những lời ca, tiếng hát, điệu đờn là cả một khoảng trời của nghệ thuật đầy hào khí và nghĩa tình, đưa người nghe, người xem trở về với cội nguồn, với thiên nhiên, với xóm ấp, lũy tre, đồng ruộng và những cộng đồng dân cư biết yêu thương, giúp đỡ, gắn bó và đoàn kết với nhau. Và vượt lên trên hết là truyền thống yêu nước, thương nòi, tinh thần tôn sư trọng đạo, là tình yêu lao động được trao truyền tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022 có trên 10 tỉnh thành phía Nam và phía Bắc về tham dự. Trong đó, các nghệ nhân đến từ Phú Thọ mang đến món bánh đặc trưng đặc biệt ý nghĩa nhân dịp lễ dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Phóng viên Hội Thức sẽ giới thiệu đến chúng ta món bánh từ nơi đất tổ vua Hùng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt ở gian hàng của tỉnh Phú Thọ, và năm nay các nghệ nhân của tỉnh Phú Thọ tham gia lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ năm 2022 với một món bánh đặc trưng. Và xin anh cho biết là năm nay thì các nghệ nhân của chúng ta mang đến loại bánh gì và ý nghĩa của cái loại bánh khi mang đến hội thi năm nay ạ? Chào anh và chào quý vị, tôi đại diện cho đoàn nghệ nhân Phú Thọ mang một sản phẩm là bánh chưng đất tổ của tỉnh Phú Thọ vào đây để giới thiệu đến bà con ở trong các tỉnh Nam Bộ này ạ. Và cũng được biết thông tin là năm nay Cần Thơ mình có khánh thành đền Hùng, chúng tôi cũng cảm thấy rất là may mắn và vinh dự, và nhân dịp này thì những cái chiếc bánh đầu tiên đoàn nghệ nhân chúng tôi làm ra ở hội thi năm nay sẽ cùng với ban tổ chức để dâng lên đền Hùng để kính lễ thờ tụng các vị vua Hùng nhân dịp dỗ tổ mùng 10 tháng 3 năm nay.
bánh chưng cùng bánh dày được sáng tạo ra bởi Lang Liêu, con Hùng Dương thứ 6. Lang Liêu sau đó được truyền ngôi báo và là Hùng Dương thứ 7. Trải qua mấy ngàn năm, công thức và cách nấu bánh chưng, bánh dày được gìn giữ trong dân gian. Cơ sở sản xuất bánh chưng Đất Tổ là một trong những nơi làm bánh theo cách từ ngàn xưa. Bánh chưng làm kiểu xưa cần thời gian 11 đến 12 giờ để hoàn thành sản phẩm. Lá dong, đỗ gạo là phải là gạo nếp nhung hoặc là lọc gạo nếp cái hoa vàng. Còn đỗ thì phải là đỗ đậu xanh chóc vỏ. Còn về nguyên liệu còn có thêm thịt thì là phải thịt ba chỉ. Ngon phải tươi. Tươi phải ngon. Để làm nên được cái bánh đặc sắc, đặc trưng, thơm ngon, dùng củi chắc và nước thì dùng nước mưa để nấu bánh vừa được tươi xanh, thơm ngon và đảm bảo chất lượng. Cơ sở này còn sáng tạo bánh chưng nhân chay. Làm bánh chay phải xử lý kỹ các loại hạt, tiếp đó là nhiều bước theo công thức mới đến gói, nấu bánh. Bánh chưng chay thì cần 18 đến 20 giờ mới cho ra sản phẩm. Để chiếc bánh nhân chay thơm ngon, bổ dưỡng, các nghệ nhân chú trọng lựa chọn các loại hạt ngũ cốc, phối hợp cân bằng các nguyên liệu khác theo công thức đặc biệt. Các loại hạt đậu đỏ, đậu gà, đậu lăng, rong biển cổ tai và đặc biệt là quá trình làm thì rất là công phu. Thêm lá rau ngót để lấy cái màu xanh cũng như là để tạo cái tính mát, ăn nó không bị nóng, không bị ngấy. Đặc biệt là cũng có phương pháp là dương hóa hạt gạo. Hạt gạo thì có tính âm thì chúng tôi có phương pháp là xào gạo lên với nước rau ngót để cho cân bằng với âm dương, sau đấy mới đem qua gói với các loại đậu đỗ. Từ hai loại bánh chưng cho thấy các di sản văn hóa được lưu giữ, trao truyền và phát huy mạnh mẽ trong dân gian. Trải qua mấy ngàn năm từ khi các vua Hùng dựng nước, các thế hệ con lạc cháu hồng bền tâm dưỡng chí, bảo vệ và tiếp bước dựng xây đất nước ngày càng phát triển. Cùng với các nghệ nhân đến từ Phú Thọ mang đến món bánh đặc biệt ý nghĩa nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội bánh dân gian năm 2022 còn có rất nhiều loại bánh đặc trưng, đặc sắc ở các tỉnh thành Nam Bộ và các tỉnh phía Bắc. Mời quý vị và các bạn theo dõi trao đổi nhanh của phóng viên đài với chuyên gia ẩm thực Võ Thị Hạnh Diệu, cách để có thể thưởng thức hương vị bánh và thưởng thức được nhiều loại bánh. Thưa quý vị và các bạn, trong lễ hội bánh dân gian năm 2022 thì cùng với gần 100 loại bánh của khoảng 200 nghệ nhân tham gia dự thi thì còn rất nhiều loại bánh được phục vụ ở các cái gian hàng phục vụ ẩm thực. Xin cô cho biết để thưởng thức được các cái loại bánh ngon mà nhiều loại bánh thì chúng ta có cái cách thưởng thức như thế nào? Để thưởng thức một cái bánh gọi là ngon á, thì đầu tiên hết là chúng ta phải nhìn về cái bề ngoài, có nghĩa là cái màu sắc gọi là cái độ bóng mướt gọi là khô gì đó của bánh. Cái thứ hai nữa là khi mình nếm thử á, thì cái đầu tiên mà mình cảm giác được á, là có cái vị thơm vừa ăn, có ví dụ như có cái béo cái ngọt gì đó nó hài hòa, nó cân đối nhau á, thì gọi là một cái bánh ngon. Thì để thưởng thức nhiều loại bánh khác nhau á thì thông thường chúng ta nên ăn ít thôi. Tại vì ăn ít như vậy thì mới cảm nhận được cái ngon của bánh, đồng thời là chúng ta mới có đủ để mà thưởng thức được nhiều loại. Theo kinh nghiệm tôi á, thì nên thử những cái bánh có cái vị mặn trước, ví dụ bánh canh, bánh xèo gì đó, rồi sau đó mình hãy nên ăn bánh ngọt. Tại vì khi mình ăn bánh ngọt vô rồi thì cái tâm lý nó ngán, nó hơi no, thì chúng ta không có thưởng thức được nhiều bánh khác. Có thể là tôi có thể lưu ý được là đi bên nào trước hay là có thể thưởng thức được những gian hàng nào trước không ạ? Những theo như bố trí của năm nay thì tôi thấy rất là tiện lợi cho thực khách đến thưởng thức. Thì tôi thấy đầu tiên hết là một dãy là của các tỉnh. Thành ra ví dụ thực khách muốn thưởng thức những cái bánh của tỉnh này tỉnh kia thì chúng ta đi gian hàng bên phải. Còn bên trái là các quận huyện của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội bánh dân gian năm nay sẽ được phục vụ đến ngày 11 tháng 4 và xin mời quý vị và các bạn hãy đến quảng trường quận Bình Thủy để thưởng thức rất nhiều loại bánh ở các gian hàng. Hôm qua 8 tháng 4, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức họp mặt Tết cổ truyền Chuẩn Tân Hơ Mê năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer tại xã Thới Xuân. Tại buổi họp mặt, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ gia đình dân tộc Khmer trên địa bàn 3 xã Thới Đông, Thới Xuân và thị trấn Cờ Đỏ. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền mặt,
10 kg gạo và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 100 triệu đồng do Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vận động. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, mong muốn thời gian tới, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng tiếp tục cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt các chính sách, phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTG, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Cụ thể, người lao động phải có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên, được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1 tháng 4, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kỳ trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng với người lao động làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm, đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6. Hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng tiền thuê trọ với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, có đăng ký kinh doanh tại khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm, đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm theo Nghị định số 82/2018/ND-CP gồm các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang. Sau thời gian thử nghiệm hơn 4 tháng, tổ chức làm sạch đại dương The Ocean Cleanup và công ty Coca-Cola Việt Nam đã bàn giao hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor cho thành phố Cần Thơ. Hệ thống này không chỉ giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt, mà còn góp phần vào việc phát triển và quảng bá du lịch sông nước của thành phố Cần Thơ. Gần 4 tháng hoạt động, thì thấy cái dự án này nó phát huy cái hiệu quả rất là tốt. Mặc dù là nó cũng thể chưa thu gom sạch cái rác thải trên sông, nhưng nó cũng đã làm giảm thiểu rất là nhiều. Và cái lượng khách đến Cần Thơ khi người ta đi tham quan cái du lịch sông nước trên Cần Thơ thì người ta cũng đánh giá rất là cao cái dự án này, và sông Cần Thơ đã ngày một sạch hơn. Được công bố vào năm 2019, Interceptor là giải pháp công nghệ đầu tiên có khả năng triển khai trên diện rộng để ngăn chặn rác thải từ sông ngòi đổ ra đại dương. Vận hành bằng năng lượng mặt trời, mỗi ngày cỗ máy này có thể thu gom đến 50.000 kg rác nổi trên sông. Dự án mang ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động hợp tác chung tay bảo vệ môi trường của Việt Nam, Hà Lan, cũng như tổ chức làm sạch biển và thành phố Cần Thơ. Ý tưởng về việc thí điểm tại Cần Thơ đã được thảo luận trong một hội nghị liên chính phủ giữa Việt Nam và Hà Lan trước đó về vấn đề tận dụng công nghệ để xử lý rác thải nhựa. Chúng tôi vô cùng may mắn vì nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương tại Cần Thơ giúp quá trình hợp tác này diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng hơn. Chúng tôi đang xúc tiến tìm hiểu các dòng sông tại các địa phương phù hợp để mở rộng hơn nữa quy mô của hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor tại Việt Nam. Coca-Cola là một công ty toàn cầu nhưng mang tri thức và trái tim hướng về bản địa. Qua đây chúng tôi muốn kêu gọi không chỉ người Việt mà tất cả doanh nghiệp và cộng đồng hoạt động tại Việt Nam đồng lòng với Coca-Cola hướng đến mục tiêu thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi có một sứ mệnh, chính là đổi mới thế giới và làm nên sự khác biệt. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi mọi người làm nên sự khác biệt đó cùng với Coca-Cola. Tôi đánh giá rất cao ở chỗ là bản thân cái việc thiết kế ý tưởng đó là không gây tác động đến môi trường. Tôi dùng động lực của dòng nước tự nhiên để đưa rác vào, rồi dùng hệ thống năng lượng mặt trời để cho vận hành hệ thống bên trong. Thì bản thân nó là nó thân thiện với môi trường. Thì mọi người thấy đây là một nguồn lực rất lớn. Và chúng tôi đánh rằng là nếu như chúng ta tiếp tục nghiên cứu để có thể cải tiến thêm nữa cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và hệ thống kênh rạch của Việt Nam thì rất tốt. Dự án này là một phần quan trọng thuộc chiến lược vì một thế giới không rác thải mà Coca-Cola đang nỗ lực một cách toàn diện,
để đảm bảo tất cả các vật liệu dùng cho bao bì đều được thu gom và tái chế, thay vì trở thành rác thải. Hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor là giải pháp đầu tiên có khả năng triển khai trên diện rộng, giúp ngăn chặn rác thải nhựa từ sông ngòi đổ ra đại dương. Vào lúc 10 giờ 30 phút hôm nay 9 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ tại công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Việt Thành. Tình huống cháy được giả định sự cố chập điện gây cháy tại khu vực chuyền may số 1 của công ty. Lúc này có 50 người đang làm việc và đang tìm cách thoát thân do bị ngột khói. Sau khi thấy ngọn lửa phát lên trong phân xưởng, công nhân phát hiện báo cháy và thông báo trong toàn đơn vị, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ban đầu, kết hợp ngắt điện toàn khu vực có đám cháy. Đội bảo vệ thông tin kịp thời cho các lực lượng có liên quan như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an phường An Bình, bệnh viện đa khoa thành phố, công ty cấp nước để khẩn trương đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy cứu người bị thương và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Theo ban chỉ huy chữa cháy, buổi thực tập diễn ra an toàn, các đơn vị phối hợp đồng bộ không để ảnh hưởng đến người đi lại và lực lượng tham gia thực tập. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.